Chào các bạn. Tiếp tục với series video để tìm hiểu về các linh kiện điện tử thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp đến linh kiện tiếp theo mà chúng ta sẽ cần nghiên cứu, đó là tụ điện. Tuy nhiên là trước khi mà cái video này bắt đầu thì mình cũng có đôi lời mà muốn tâm sự và muốn nhắn gửi với các bạn, là bây giờ mà nói đến đi học nghề điện tử ấy thì thực sự mà nói ai cũng mong muốn là được học hành bài bản qua các trường lớp với những cái điều kiện tài liệu và cái trang thiết bị mà đầy đủ, đồng thời lại được các cái giáo viên mà được đào tạo bài bản hướng dẫn. Tuy nhiên ý, khi mà mình tư vấn học nghề cho một số anh em thì thực sự có những anh em tuổi là sấp xỉ đến 50 rồi, thì rồi lại những em thợ mà hàng ngày vẫn đang còn vật lộn với cuộc sống, thì cái điều kiện gồm có những cái điều kiện gồm như tiền bạc, tuổi tác, thời gian, công việc, gia đình, thì chắc chắn là chúng ta những người thợ đụng sẽ không bao giờ có đủ điều kiện để mà đi theo con đường học mà bài bản và trường lớp được cả. Tuy nhiên là bây giờ với cái đam mê và cũng là cái nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thì chúng ta vẫn mong muốn là chúng ta bây giờ làm cơ lâu rồi thì cũng muốn là học và làm sao để mà chúng ta có thể sửa được bo được. Chính vì vậy thì mình và tất cả các anh em thợ đụng chúng ta cũng nên tìm ra một phương pháp nào đó để làm sao mà cái việc học điện tử ấy làm sao mà phù hợp với cả cái điều kiện với hoàn cảnh của chúng ta. Đấy, vì vậy, chính vì vậy điều thứ nhất mình muốn nói với các bạn là sao cái video của mình ý, thì không phải là các bài giảng đâu nhé các bạn. Và kiến thức gì trong đó ấy, là những kiến thức mà theo quan điểm của mình ý, là những kiến thức mà chỉ là những kiến thức mà cô đọng thôi và rất thiết thực cho anh em thợ đụng khi mà chúng ta đi học nghề. Chính vì vậy việc thiếu sót hay là thậm chí là có thể là sai sót, nhưng bản thân mình đâu có qua một ngày một giờ nào mà được đào tạo bài bản trường lớp, nên điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra. Nên là nếu anh em nào mà học qua trường lớp hoặc là bên các lĩnh vực nghiên cứu mà xem các video này, các bạn cảm thấy là nếu như mà video của mình ý mà nó thiếu sót hay là thậm chí là sai sót, mà có thể là những cái sai sót đấy ảnh hưởng đến hệ lụy đến những cái anh em thợ bên mình, thì các bạn hoàn toàn là có thể làm các video vừa là đầy đủ hơn rồi chính xác hơn, để các bạn vừa khẳng định bản thân các bạn, đồng thời là chia sẻ cái kiến thức quý báu cho anh em thợ. Điều thứ hai là mình cũng muốn nói luôn với cả anh em thợ đụng là sao, là đây không phải là toàn bộ kiến thức khóa học ở bên mình, mà chỉ là những kiến thức ấy mà mình mong muốn là những anh em nào mà ví dụ như mà để theo học bên mình ý, thì anh em nên biết trước một chút để làm sao để khi vào khóa học thì sẽ tiết kiệm thời gian cho cả hai phía. Chúng ta sẽ không phải nói về những cái này mà chúng ta sẽ có cả một khóa học dài ở phía sau của chúng ta, và sẽ còn phải trà sát với những kiến thức về mạch là chính và trên mạch, và cũng còn sẽ còn lại nhắc lại nhiều về những cái kiến thức này, về các cái linh kiện này, chứ đâu phải là chúng ta như thế là chúng ta đã xong, là chúng ta đã nắm rõ về linh kiện đâu. Chúng ta sẽ còn trà sát rất nhiều. Và quan điểm của mình ý, là sao, là cái nào cần biết thì chỉ cần biết thôi, cái nào lúc nào mà cần phải hiểu ý, thì hiểu cho tốt vào, còn khi nào mà vận dụng ý, cần vận dụng thì phải vận dụng cho nó nhuần nhuyễn vào. Đấy là quan điểm của mình. Thôi, lan man thế đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào mục đích chính của video của chúng ta là tìm hiểu về tụ điện. Thì cơ bản về tụ điện thì tiếng Anh chứ bao giờ cũng thế. Người ta thì thường là người ta tiếng Anh tụ điện. Tiếng Anh là capacitor. Và người ta thường viết tắt chữ C, cũng như là ký hiệu trên sơ đồ ấy cũng là chữ C nhé. Ký hiệu trên sơ đồ ấy, sơ đồ mạch. Vì sau này chúng ta học là tất cả chúng ta nói chuyện với nhau là sơ đồ mạch, chứ không phải là chúng ta nói chuyện với nhau là như kiểu là chúng ta ngồi chỉ đâu, mà tất cả chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trên sơ đồ mạch hết. Sơ đồ cũng ký hiệu là C hoặc PC, mà PC đây chính là Power Capacitor, tức là các cái tụ nằm ở khu vực nguồn ấy, thì là chúng ta sẽ thấy ký hiệu là PC. Rồi, bây giờ nói về tụ điện ấy thì bây giờ chúng ta sẽ nói đầu tiên là thế nào. À, mà tại sao hôm nay chúng ta mới học tụ điện? Các bạn có thể thấy là nếu như các bạn nào mà đã đọc qua các cái tài liệu về điện tử cơ bản, giáo trình luôn đi, thì các bạn thường thấy là khi mà chúng ta học điện trở xong ấy là chúng ta phải học tụ điện ngay. Vì sao? Chúng nó được phân vào là nhóm các linh kiện là thụ động. Thì tại sao mình lại thế?
Bây giờ nói luôn đến công dụng. Công dụng của tụ là gồm gì? Lọc. Chia ra làm hai, lọc và truyền. Lọc thì lọc gì? Lọc nguồn. Lọc gì nữa? Lọc sóng. Tức là tín hiệu đấy. Truyền thì truyền gì? Truyền sóng đấy. Truyền tín hiệu đấy. Thì lọc nguồn này là nguồn gì? Các bạn, như các bạn đã thấy hôm trước chúng ta đã học đến diode. Và chúng ta đã biết được IC của chúng ta là yêu cầu IC của chúng ta là hoạt động ở dòng điện DC. Chính vì vậy là diode sẽ nắn từ điện, tức là trong từ thuật ngữ ấy gọi là chỉnh lưu, hoặc là mình hay dùng từ nắn, từ điện AC sang điện DC để nhằm mục đích là cung cấp cho cả mạch, đồng thời là cả IC ở trong đó. Vậy bây giờ là tại sao lại phải lọc nguồn nữa? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp. Và chính vì thế nên là các bạn có thể hiểu, có thể thấy là tại sao chúng ta học tụ sau diode, sau sông tín hiệu. Vì sao chúng ta chưa biết diode nó nắn điện như thế nào thì làm sao chúng ta biết được là nó lọc nguồn, lọc từ sau diode ra? Hay là chúng ta chưa biết sông là gì thì chúng ta đi học tụ thì nó nhiều khi là nó hơi ngược với cả ấy. Tuy nhiên đấy là quan điểm của mình, còn quan điểm của các nhà viết sách thì người ta cứ cho là phải học cái kia trước, cái này sau thì thôi, tùy thôi. Chúng ta cứ học theo cái phương pháp của chúng ta. Bây giờ là lọc nguồn, thì bây giờ mình ví dụ, mình sẽ ví dụ rất đơn giản, sau cuộn dây, sau diode của chúng ta đây. Thì hôm trước như mình đã nói là điện áp, ví dụ nhá, không phải đúng 100%, nhưng mà nhiều bạn lại cứ bắt bẻ thì kệ thôi, chúng ta cứ ấy. Sau cầu diode, ví dụ vậy, là điện áp AC của chúng ta. Ví dụ sau diode nắn, điện áp AC của chúng ta là hình sin nhấp nhô. Các bạn có thể thấy nhấp nhô đấy. Rồi, lúc này sẽ cấp trực tiếp vào IC của chúng ta, ví dụ vậy. Đây là ví dụ mà, thì không bao giờ có thể chính xác đâu, mà ví dụ cho dễ hiểu nên là không nên tranh cãi về ví dụ. Ok, bây giờ ví dụ chân này là VCC và VSS là phân chân âm nguồn đấy. Thì bây giờ với vấn đề IC của chúng ta thì yêu cầu về nguồn là rất cao. Và chính vì vậy, đối với cả một cái nguồn mà đang còn sự dao động này, nhấp nhô này này, thì IC vẫn hoạt động nhưng không ổn định. Đấy là vấn đề đặt ra. Và bây giờ là sao? Bây giờ là để tăng tính ổn định cho cái nguồn này cấp cho IC. Thì sao? Thì lúc đấy chúng ta sẽ biết đến là cái tính chất lọc nguồn. Đây, lọc cái nguồn đang nhấp nhô này này của tụ. Tụ người ta sẽ đặt vào đây một con tụ. Người ta sẽ lọc làm sao cho cái nguồn này này nó sẽ bớt nhấp nhô. Bớt theo mức độ nào thì lại còn có các công thức tính toán, còn có các sách vở, thì cái đấy mình không dám bàn tới. Tuy nhiên là chúng ta sẽ biết đơn thuần nhất là sao, tức là nó sẽ lọc. Bây giờ ví dụ ta sẽ đặt vào đây một con tụ nhé. Ví dụ đây cực âm nhé, đây cực dương nhé, sẽ nối vào đây. Rồi, thế khi, bây giờ chúng ta sẽ xem xét là khi ở quá trình, đây là bán kỳ của hình sin, khi ở chiều lên của hình sin, thì lúc này ở trong tụ, mình vẽ ví dụ ra là đây, là một cái như kiểu một cái ca nước thôi, đơn giản, chúng ta cứ nghĩ đơn giản đi, mình học thợ đụng thì đơn giản. Thì khi ở chiều lên của hình sin này này, thì lúc này cái nước ở trong bình này này, tức là cái điện dung ở trong tụ đấy, cái dung lượng điện đấy, tụ điện, cái từ đấy nó nói lên rồi, tích tụ mà, tích tụ điện, tích tụ điện. Bây giờ khi ở chiều dương lên, nó sẽ tích tụ vào, dòng điện sẽ được nạp vào trong tụ. Và nó sẽ đầy khi nào? Khi nó sẽ đầy khi mà lên đến đỉnh, tức là sao? Chính là mức áp nguồn. Ví dụ như mình đây nói đây, ví dụ đây là 5V và đây là 0V, thì sao? Thì đây là điện dung của nó, lúc này ở trong này nó sẽ tích tụ được khoảng 5V, ví dụ vậy. Chúng ta xem xét khi mà đến cái bán kỳ đi xuống, cái chiều đi xuống của hình sin. À, lúc này khi đi xuống thì sao? Chúng ta biết rồi cái nguyên lý của điện, dòng điện rồi, tức là chảy từ nơi cao xuống đến nơi thấp. Cao đường xuống thấp nhé, các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta có thể thấy là ví dụ ở đây là đỉnh của nó, đây là đỉnh là 5V.
Nhưng mà sao khi mà nó đi xuống thì lúc này ở trong này ở chiều xuống của nó lúc này chỉ có khoảng 4V, 3V, 2V và thậm chí có những lúc nó xuống đến 1V thôi. Vậy thì sao? Mà trong bình chứa của chúng ta lúc này đang có bao nhiêu? 5V. Thì sao? Lúc này theo nguyên lý của dòng điện rất đơn giản là nó sẽ xả ra. Nó sẽ xả điện ra. Vì sao? Vì nó sẽ cao hơn ở cái chiều xuống của hình sin này. Nên là sao? 5V ở trong này tích tụ trong này sẽ xả ra. Mình ví dụ là nó xả ra là mình vẽ thế này là ví dụ. Còn nếu mà nói theo sách vở thì biểu đồ mà xả của tụ điện nó khác nhá. Nên là cái đấy là cái mà đây là đang nói là theo cách hiểu chứ không phải là nói theo sách vở, nên là các bạn không nên bắt bẻ những cái vấn đề đấy. Thì khi ở chiều xuống của hình sin ví dụ ở đây khoảng 4V thì lúc này 5V của chúng ta đây sẽ xả ra. Lúc này xả ra thì nó sẽ đi đâu? Điện áp lúc đấy sẽ đi đâu? Lúc này nó đi ngược về đây. Chắc chắn là sao? Nó sẽ không đi được. Vì sao? Là vì diode đã chắn rồi. Học lại nhớ lại cái bài diode không đi ngược lại được đâu. Bắt buộc làm sao? Nó phải đi xuôi, xuôi xuống để cấp về cho IC. Và lúc này chúng ta sẽ để ý là sao? Là khi mà nó giả ra thì sao? Thì lúc này cái chiều xuống của hình sin này này nó sẽ không còn là chiều xuống này nữa. Vì sao? Vì đã có cái tính xả của tụ điện ở đây. Thì lúc này điện áp của chúng ta sẽ như thế này, chứ không còn là hình sin nữa, hình sin nhấp nhô như ban đầu nữa, mà nó sẽ thế này. Chu kỳ tiếp theo cũng vậy. Bây giờ ví dụ khi mà bắt đầu sang cái bán kỳ mới ở đây rồi, thì khi đến thời điểm mà chiều lên của hình sin ví dụ như nửa hình sin đây thì sao? Ở tụ xả vẫn chưa hết, và thậm chí là điện áp của tụ lúc này thì sao? Vẫn đang cao, nó tiếp tục xả. Nhưng khi mà điện áp hình sin lên đến 2/3, ví dụ vậy, mình ví dụ thôi nhé, chứ không phải là chính xác hoàn toàn, thì sao? Thì lúc này điện áp ở trong tụ khi đã xả ra rồi, lúc đấy sẽ thấp đi, không còn nguyên 5V nữa các bạn ạ. À, sẽ nhỏ. Và lúc này là sao? Sẽ nhỏ hơn cái chiều lên của hình sin thì sao? Cái giai đoạn này thì tụ lại tiếp tục ngừng xả. Tụ sẽ ngừng xả và nạp. Tức là sao? Lại theo cái tính chất là từ cao xuống thấp. Lúc này ở điện áp ở trong tụ sẽ thấp hơn là cái chiều lên của hình sin đây này. Thì lúc này làm sao? Tụ lại đi vào quá trình nạp lại, nạp điện. Nạp điện. Và khi mà lên đến đỉnh của hình sin thì sao? Tụ lại đầy. Và chờ vào cái quá trình tiếp theo của xuống hình sin lại xả. Và khi mà lên đến 2/3 của hình sin này này, thì lúc này cái điện áp chiều lên hình sin này vừa là cung cấp nạp vào cho tụ, mà vừa là cung cấp vào cho IC. Nên chúng ta thấy là luôn luôn là sao? Lúc lên thì là vừa cấp nguồn, vừa là cung cấp cho nạp. Và lúc xuống thì sao? Lúc đấy nạp lại đóng vai trò, xả lại đóng vai trò là sao? Xả ra để cung cấp, nên điện áp của chúng ta lúc này hình, tức là biểu đồ mà nguồn điện của chúng ta, điện của chúng ta này sẽ không phải là lên xuống như thế kia nữa, mà sẽ là sao? Nhấp nhô. Đây, nhấp nhô thế này. Nhấp nhô các bạn ạ, mình có thể vẽ đơn giản lại. Bắt đầu, điểm bắt đầu thì vẫn có, nhưng mà nhấp nhô thế này này. Nhấp nhô. Đây, các bạn có thể thấy là, và cái nhấp nhô này, hay cái sự tương đối bằng phẳng này, hay các công thức để mà tính là độ bằng phẳng hay là ấy, thì người ta đều có công thức tính, và mình thì mình không nghiên cứu sâu vào cái đấy, nên là mình sẽ không dám nói. Còn bây giờ chúng ta đã có thể thấy là sao? Cái việc mà lọc nguồn của trong tụ là như thế nào rồi? Các bạn có thể nắm rõ rồi. Đấy, lọc nguồn là như vậy. Tức là sao? Quá trình mà đi lên của hình sin thì sao? Thì là vừa là cung cấp vào cho các cái thiết bị, các cái IC hoặc là các cái linh kiện mà tiêu thụ điện, vừa cung cấp vào cho tụ nạp. Nhưng mà khi mà đi xuống thì sao? Lúc này theo tính chất của dòng điện thôi, cao xuống thấp cũng chả có gì là ấy cả. Thì sao? Tụ sẽ xả ra. Xả ra thì làm gì? Xả ra lại cũng là để cung cấp vào cho mạch thôi, chứ cũng chả làm gì. Thì làm sao? Làm cho cái điện áp của chúng ta đây mềm hơn, nhấp nhô ít hơn. Và lúc này thì chúng ta sẽ có thể thấy là IC của chúng ta sẽ hoạt động, sẽ ổn định hơn. Đấy chính là tính chất mà lọc nguồn. Còn nói về lọc sung ấy, với cả là lọc sung là tức là lọc tín hiệu ấy, thì thực sự mà nói là cái đấy nó hơi mông lung, mà thực sự nói thì cũng không quá cần thiết với chúng ta, vì vậy nên là chúng ta sẽ không bàn luận ở đây. Còn truyền thì nói đến truyền thì chúng ta lại phải nghiên nói luôn đến là lúc nãy giờ là mình đang nói đây là công dụng nhé. Đầu tiên là công dụng rồi, đã đến truyền ấy thì mình lại phải nói luôn đến cái đặc tính.
phải biết cái đặc tính của nó thì chúng ta mới nói được đến cái chuyện tại sao lại truyền qua được. Thì cái đặc tính của tụ thì chúng ta sẽ nhớ là cho điện áp AC và xung, tức là xung là các cái tín hiệu đấy, tín hiệu đi qua nhá, tụ nhá bạn nhá, đi qua tụ luôn đấy nhá, tức là đi từ từ ví dụ từ bên này sang bên này của tụ nhá. Tụ thì là thường là hai chân, tức là ví dụ như con tụ hai chân, đây là tụ hóa thì cái ký hiệu này, còn tụ 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 thường ấy, tụ ấy là ký hiệu này, thì ví dụ sao, ví dụ như ta áp cái xung này thì qua bên này nó cũng thế này. Còn cái việc mà khi rồi bây giờ đấy, đặc tính ta nói về cái đặc tính nhá, cho điện áp AC và xung tín hiệu đi qua, xung là các tín hiệu đi qua, đồng thời là chặn DC nhé, tức là chặn điện áp DC, điện áp DC nó không cho đi qua được các bạn, nó chặn lại đấy. Đấy là cái đặc tính của tụ. Còn bây giờ nói đến cái truyền, tức là sao đấy, thì mình đã vẽ rồi, ví dụ như cái xung của chúng ta này thì khi đi qua tụ ấy là nó cho đi qua. Còn việc mà khi qua rồi, sớm pha, chậm pha hay lệch pha thế nào so với cả cái tín hiệu ban đầu ấy, thì cái đấy lại là sang lĩnh vực thiết kế, chúng ta sẽ không bàn tới. Nhưng các bạn phải biết là từ cái đặc tính tụ cho điện áp AC và cho xung tín hiệu đi qua ấy, thì nó sẽ truyền được các ấy. Đấy chính là cái đặc tính này. Và cái công dụng là để truyền các cái xung tín hiệu đấy, để giao tiếp đấy, giữa các nơi đấy, hiểu không? Cái này là thể hiện rõ nhất trong amply, là cái xử lý tín hiệu âm thanh này, khi mà ghép các tầng hay ghép cái ấy là thường là chúng ta có thể thấy là rõ nhất là trong amply. Còn lại ở trong ấy thì đến lúc vào sơ đồ thì chúng ta cũng sẽ phân tích thôi, chỗ nào thì là tín hiệu sẽ cho đi qua, còn chỗ nào thì nó chặn DC thì chúng ta sẽ vào sơ đồ. Còn lại đây là chúng ta đang nói về cái cơ bản nhất, là cái cần nhớ nhất thôi. Bây giờ đặc tính rồi, bây giờ thì sang đến phần là phân loại. Phân loại thì bây giờ đến phân loại nhé, đây này, đặc tính này, công dụng này, rồi đến phân loại. Phân loại thì chỉ có hai loại thôi các bạn ạ, có là thường là mình phân, theo mình phân ra chỉ có hai loại là có phân cực và không phân cực. Đối với có phân cực thì thường là áp dụng với tụ hóa nhé, tụ hóa. Và các bạn biết đây này, cũng là thường là nằm ở khu vực lọc nguồn, khu vực nguồn đấy, khu vực nguồn nhằm mục đích là lọc nguồn đấy. Thì đây như tụ hóa đây, mình thấy là các bạn vẽ này, mình vẽ này, khi mà ký hiệu này các bạn thấy là có phân cực đây này, đây là cực âm, đây là cực dương này. Và cực dương của tụ, các bạn nhớ khi mà chúng ta thay thế chứ, chúng ta phải chú ý nhé, cực dương của tụ sẽ phải luôn nối với cực dương của nguồn, còn cực âm của tụ cũng sẽ nối với cực âm của nguồn nhé. Đấy, đấy là cái chú ý khi mà vừa là phân loại, vừa là để mà chúng ta mà khi thay thế chúng ta không bị sai sót, chứ đấu ngược là nổ tụ đấy các bạn nhé. Chúng ta phải nhớ có phân cực thường là tụ hóa ở khu vực nguồn, và khi thay thế là phải chú ý đấu cho đúng cực. Còn không phân cực ấy thì nói chung là bạn đấu chiều nào cũng được. Và có phân cực với không phân cực ấy thì rất đơn giản, bây giờ chúng ta vào nhận dạng là chúng ta biết liền. Chứ còn nếu mà nói thế là phân cực với không phân cực thì những cái từ ngữ nó quá ấy, hiểu không, nó mà chúng ta sẽ không thể nào mà hình dung ra được. Thì bây giờ vào sơ đồ, vào sơ đồ thì cũng có ký hiệu đây rồi. Còn vào bo mạch là chúng ta sẽ thấy liền này. Đây ví dụ đây là bo Iwa Sumikura. Đây chúng ta có thể thấy là đây là khu vực nguồn của chúng ta. Và đây các tụ, đây là các tụ hóa có phân cực. Phân cực chúng ta phân biệt làm sao? Đây này các bạn nhìn này, đây này, phần nhận dạng này, cái chiều mà có một vạch trắng này này, thậm chí là người ta đánh luôn ở dấu âm này này các bạn này. Các bạn chú ý này, cái dấu trừ này chính là dấu âm đấy, rất đơn giản, tức là chiều âm của tụ điện đấy, của tụ hóa đấy. Đấy, đây cũng vậy, chiều âm của tụ hóa. Đấy các bạn có thể thấy là đấy, là ấy. Đấy, có vạch trắng, có dấu trừ là chiều âm của tụ. Đấy, rất nhiều tụ hóa đấy, đây là tụ hóa đấy. Và nằm ở các khu vực nguồn đấy, đây là nguồn 300V, đây là cái nguồn đầu ra 12V, 5V. Đấy, rồi, nhưng mà có một điều đặc biệt là, cũng chả phải đặc biệt mà là một điều chúng ta nên nhớ là cứ có vạch, chúng ta cứ quy định vạch là âm, nhưng không phải. Ví dụ đây, đối với tụ dán, ở trên các bo laptop lại không phải thế.
Bây giờ bạn nào mà cứ vào đây mà cứ tìm vạch, đây mình sẽ chỉ cho các bạn, đây là một con tụ. Tụ, đây là tụ lọc nguồn, nguồn này là nguồn của CPU. Các bạn có thể thấy vạch trắng đấy. Có vạch đấy này. Không phải trắng nhưng mà cũng màu cũng hơi hơi ấy này. Có vạch đấy. Nhưng mà đây là chiều dương đấy nhá. Đừng có nghĩ đây là âm lại là nhầm. Đấy. Nên là sửa thiết bị nào thì chúng ta nên là có sự quan sát, có sự nắm bắt, chứ không phải là cứ thấy bảo thấy tụ hóa, đây là tụ hóa nhá, có phân cực, có vạch, nhưng vạch này là vạch dương, là đấu với dương của nguồn nhé, không phải là âm nguồn đâu. Ok, đấy nên là học thì nó thế, nhưng mà nhiều khi là chúng ta cũng phải ứng dụng cho nó ấy một chút. Còn các tụ không phân cực đây thì nhiều lắm các bạn này, đây tụ không phân cực. À, thường lên này, nhìn này, phân biệt này, cứ cỡ chữ C này, C, C bao nhiêu đó là chúng ta biết đấy là tụ ơi. Đấy nó này, tùy theo chất liệu mà ấy thôi, còn lại chúng ta cứ gọi là tụ không phân cực đi. Đấy, cũng tụ đấy. Đấy, cũng tụ đấy. Hình dáng, màu sắc, chất liệu, hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ quan tâm đến cái gì của nó, để mà lúc thay thế thì mình sẽ nói sau. Còn lại bây giờ chúng ta có thể phân biệt này, rất nhiều. Ở trên tụ dán cũng vậy, các tụ thường là màu vàng nhé, trên ấy thì vàng hoặc là vàng sậm, chứ màu đen là mà có số là trở, còn màu đen nana tụ thì có thể là cuộn dây. Đây các bạn có thấy một dãy vàng vàng, tụ không phân cực, và tụ này là tụ dán không phân cực. Ok, bây giờ đây là cái nhận dạng là ở trên bo là chúng ta cũng đã nhận dạng xong rồi. Thì bây giờ còn cái gì nữa của tụ nào? Đặc tính, nhận dạng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến là cái thông số. Những cái thông số nào quan trọng của tụ chúng ta cần phải nắm vững, để mà trong quá trình là thay thế rất quan trọng. Ok, bây giờ nói đến thông số thì trước tiên là nói đến tụ thì đơn vị của nó là đơn vị của tụ. Bây giờ nói đến thông số nhé. Nhận dạng thì các bạn biết rồi, mình cũng không ghi ra thông số. Thì chúng ta phải nhớ là đơn vị. Đơn vị là Faraday. F Faraday. Viết tắt là F. Nhà bác học Faraday thì mình chưa biết ông này là ông nào. Ok, bây giờ đơn vị, nhưng mà cái đơn vị Faraday này nó rất lớn các bạn. Và thường ở trong tụ chúng ta thì sẽ phân ra các đơn vị nhỏ hơn, ví dụ như là micro, chữ m nó viết hơi ấy, micro rho phara, micro s, rồi là nf, nano phara và ps và pico, cũng như trở thôi các bạn ạ. Cứ từ thằng này đến thằng này này, 3 số 0, từ thằng này này 3 số 0. Và cái cách đổi y hệt như trở hôm trước. Tất nhiên là tí nữa mình cũng sẽ làm một vài cái ví dụ về cách mình sẽ phải có chứ, đọc trở, đọc tụ, có ví dụ để các bạn có thể là nắm bắt chứ, hiểu không? Cái đấy thì chắc chắn rồi. Bây giờ cái đơn vị là chúng ta nắm rồi nhá. Và cái hệ số quy đổi đấy nhá, các bạn nhớ rồi nhá. Nó cũng như trở thôi. Một thằng này thì bằng 1000 thằng kia, cứ gọi là 3 thêm 3 số 0 hoặc bớt 3 số 0, đổi ngược thì bớt 3 mà đổi xuôi thì thêm 3, đơn giản vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu đến là bây giờ thế thì đọc nó trên tụ thế nào. Bây giờ ví dụ đây, nếu mà tụ hóa ấy, thì người ta ghi luôn rồi các bạn ạ. Người tụ hóa người ta ghi luôn ghi là sao, gồm có 3 thông số, nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm 2 thông số. Về thông số nhiệt độ thì chúng ta có thể bỏ qua, chúng ta không cần quan tâm. Người ta sẽ ghi 2 thông số là gì? Thứ nhất điện dung là nó tượng trưng, nó cho chúng ta biết, khả năng tích tụ này, hoặc là khả năng nạp, là mà tính theo khả năng tích tụ theo đơn vị của tụ, đơn vị Faraday đấy, đơn vị F, tức là khả năng nó nạp được bao nhiêu, cũng như là một cái bồn chứa được 500 lít hay bồn chứa là chứa được 1000 lít hay là 2000 lít. Đấy là cái vấn đề, là cái tụ này nó chứa được bao nhiêu, nhưng mà cái đơn vị của nó không phải lít như chúng ta, mà đơn vị nó là Faraday. Đấy. Cái thứ hai là cái áp chịu đựng. Áp chịu đựng của tụ. Áp chịu đựng
tức là cái áp cao nhất mà nó có khả năng nó chịu được được. Thì ví dụ bây giờ mà cái tụ ở chỗ chúng ta ở đây, ví dụ bây giờ lọc trong nguồn 5V ấy, thì mà bây giờ chúng ta cho cái tụ mà khả năng chịu đựng có 2V ở đây thì sao? Nó sẽ nổ thôi, đơn giản. Bao giờ cũng vậy, người ta có những cái quy tắc rồi. Thông thường ấy là cái khi mà chúng ta tính toán thay thế thì thường là áp chịu đựng thường phải gấp đôi, hoặc bét ra thì phải gấp rưỡi. Còn thường là chúng ta cứ quất vào gấp đôi vào đấy là ok. Đấy thì chúng ta biết là cái mức áp ở đấy là bao nhiêu vôn thì chúng ta quất con tụ là gấp đôi mức áp chịu đựng, mức áp nguồn cấp ấy là vào là được. Đấy thì gọi là đấy là áp chịu đựng của tụ. Cũng ghi luôn ở trên lưng tụ nhé, trên tụ hóa nhé, là cũng về kể cả là tụ ấy kia cũng đều ghi điện áp chịu đựng hết để làm sao chúng ta thay thế nó không bị sai sót. Rồi bây giờ điện dung rồi, biết rồi, áp chịu đựng biết rồi, thì đấy là cái hai cái thông số quan trọng. Bây giờ với cách đọc thì đối với tụ hóa thì nó ghi sẵn rồi thì cần gì đâu. Bây giờ nó ghi là 1000 microfarad và điện áp là 25V, thì chúng ta biết ngay là điện dung là 1000 microfarad đây này, đơn tính theo đơn vị farad, tức là nó nạp được 1000. Còn cái đơn vị farad như thế nào, nó to nhỏ nào thì chúng ta không quan tâm, chúng ta chỉ cần biết là làm sao thay cho đúng vào. Và có một cái điều nhắc nhở là sao, có những chỗ thì cái điện dung này cái thay lớn mà không sao này, thay bao nhiêu lớn mà không sao này, cái áp thì luôn phải là bằng hoặc lớn hơn nhé. Cái kinh nghiệm khi thay cái áp chịu đựng này luôn phải bằng hoặc lớn hơn, không được nhỏ hơn. Còn cái điện dung này có chỗ thay lớn hơn được, nhưng có chỗ thay lớn hơn vào không chạy đâu, báo lỗi liền à. Nên là cái đấy thì để phải vào tùy trường hợp thì chúng ta sẽ nói đến, chứ còn ở đây thì mình chỉ nói là kinh nghiệm chung ấy, thì là sao áp chịu đựng luôn bằng hoặc lớn hơn chả sao cả, đừng có thấp hơn là được. Còn điện dung thế có đừng thấp hơn, lớn hơn được, nhưng mà chỗ nào được và chỗ nào thì không được thì lại vào học thì sẽ biết. Thế thôi. Bây giờ là đối với các cái tụ mà tụ không phân cực thì người ta lại không ghi trực tiếp. Bây giờ ví dụ như đây người ta ghi là đây, ví dụ đây người ta ghi là 104, 101, 103. Bây giờ chúng ta lại phải xem là khi người ta ghi 104K thì bây giờ chúng ta thấy tụ mà ghi 104K chúng ta phải tách ra ngay. Cái phần chữ này là hệ số, chữ là hệ số, mà hệ số gì? Hệ số sai sót, hệ số sai tức là dung sai, tức là khả năng hệ số sai sót ấy, cho phép là khoảng bao nhiêu phần trăm đấy, thì là k là mấy phần trăm thì các bạn có thể tra, nên đấy mình không để ý lắm. Còn bây giờ cũng y hệt như trở hôm trước, bây giờ ta tách ra đây chính là hệ số nhân đấy, tức là hệ số thêm số không ấy, số lượng số không ta thêm vào, tức gọi là hệ số lượng số không ta thêm vào. Còn đằng trước đây là cái số mà của tụ rồi, ví dụ bây giờ 104 10 thêm cho tôi 4 số 0 thành bao nhiêu, 100.000. rồi nhưng mà lúc này đơn vị không phải là farad, đã ghi ra, tức là đã tụ mà đã đánh số này thì đơn vị tính bằng pico farad, viết tắt là pf đây, viết tắt là pf đấy, tức là đơn vị nhỏ nhất. Chính vì vậy nên là khi mà chúng ta thấy các tụ nhỏ nhỏ ở trên đấy, người ta thấy thợ người ta gọi là tụ pi, thì chúng ta biết rồi, tức là các cái tụ mà trị số nó rất nhỏ nên là người ta gọi là tụ pi. Nhớ đấy, các bạn có thể hỏi tại sao là cứ thấy nói tụ pi, thì vì sao, vì là các trị số tụ đấy là trị số tính bằng đơn vị pi nên là người ta gọi tụ pi. Rồi ok, bây giờ vấn đề là đổi sao. Bây giờ từ pi lúc nãy mình đã nói rồi, từ này, từ farad này xong xuống đến microfarad này, rồi đến nanofarad này, rồi đến picofarad này. Rồi bây giờ từ pi bớt cho mình 3 số 0, gạch bỏ luôn đi 3 số 0, là chúng ta đến na rồi. Nhưng mà bây giờ sao, không còn cái chỗ nào bỏ nữa rồi, một là đánh cho phẩy vào đây thì về được là mi, còn không để nguyên đấy, kệ cha nó, để nguyên đấy, 100 nanofarad vậy thôi, đơn giản. Tụ bây giờ tụ 2, 5, 3, đơn vị là gì đó sai số bỏ qua không quan tâm, 3 tức là lượng số không thêm vào, còn con số cũ là 25, thêm cho mình 3 số 0. Ok, đơn vị là pf, bây giờ to quá khó nhớ, bằng lùi lại 3 số 0 cho tôi, đánh cho phẩy vào đây. Ok,
mà lùi 3.0 thì mới về đến pi thôi, à về đến na thôi, 25 ns, tức là nanofarad. Vậy là chúng ta đã biết là cả về các thông số quan trọng cũng như là cách đọc rồi. Bây giờ cái cuối cùng mình muốn nói đến là bây giờ là cách mắc. Đấy, cách mắc tụ nó cũng có hai cách mắc, như kiểu là mắc song song và mắc nối tiếp như kiểu điện trở của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đi làm rõ là mắc song song và mắc nối tiếp thì nó có cái lợi ích gì, mục đích là để làm gì. Bây giờ ví dụ mình đang nói này, thường mình thấy nhá là mắc song song hay mắc nối tiếp thường chỉ áp dụng cho là tụ nguồn đấy nhá, và tụ hóa đấy, tức là tụ nguồn là tụ hóa thôi, chứ còn tụ ấy thì mình cũng ít thấy, nên là mình thấy cái gì thì mình nói đấy, còn không thấy thì chịu thôi, hiểu không? Bây giờ đây mình có đây, đây là mắc nối tiếp nhé các bạn. VCC, VSS, ví dụ vậy. Tức là chúng ta có thể thấy đây là cực dương nhé, bằng là dương nhé, còn hình hình cong này, này là âm nhé, âm tụ nhé. Dương thằng này nối với âm thằng kia. Đấy, dương thằng này nối âm thằng kia, có phải nối tiếp không? Đấy, đây là nối tiếp nhé, hai tụ nối tiếp nhau. Dương thằng này nối âm thằng kia. Đấy, người ta gọi nối tiếp. Rồi, thì bây giờ khi mắc nối tiếp này thì ta sẽ được lợi cái gì? Thì ta sẽ tính toán có hai thông số mà chúng ta cần phải biết để tụ đây này, chúng ta nhớ này. Một là điện dung, hai là điện áp chịu đựng, hai cái đấy. Thế vậy trong trường hợp mà mắc nối tiếp này thì là các cái thông số đấy sẽ như thế nào? Bây giờ xét về trường hợp điện áp, lúc này chúng ta sẽ thấy là sao? Khi mắc nối tiếp ấy thì điện áp nó sẽ chạy qua một lúc, là tức là chạy qua hai tụ, thì lúc này này cái điện áp chịu đựng ấy sẽ bằng tổng điện áp chịu đựng của hai tụ đấy. À, ta biết rồi, mắc nối tiếp thì tăng được cái áp chịu đựng đấy. Thì ví dụ như áp thằng này chịu đựng thằng này 25 V, thằng này cũng 25 V. Thì lúc này khi mà mắc nối tiếp này thì nó sẽ chịu được là sao? Là 50 V. Từ đầu trên đầu dưới này nó sẽ chịu được là sao? 50 V, nó tăng cái áp chịu đựng lên cho chúng ta. Còn điện dung ở chỗ này sẽ tính toán sao? Điện dung thì y hệt như bài hôm trước là điện trở đấy, thì mình cũng nói rồi, thì là khi mà điện trở mắc song song ấy, nó ngược với điện trở đấy, khi mắc nối tiếp ấy thì sao? Thằng điện trở mà mắc nối tiếp thì điện trở nó bằng tổng điện trở, đúng không? Đấy, tổng điện trở. Còn thằng này mắc nối tiếp ấy thì điện dung của nó ấy lại bằng là, đây là trường hợp là hai tụ nhé, mình tính còn ba tụ bốn tụ thì chúng ta lại có công thức tính thì quy đồng thôi, nhưng mà hai tụ đấy thì sao? Điện dung lúc này, điện dung bằng gì? Tích chia cho tổng, đơn giản vậy thôi, lấy tích của hai điện dung chia cho tổng hai điện dung, y hệt như bài hôm trước mình đã nói là tính trở đấy, đơn giản vậy thôi. Ví dụ thằng này 1000 ms, thằng này cũng 1000 ms, thì sao? 1000 nhân 1000 chia 2000, rồi các bạn tính của mình đấy, tức là sao? Bằng điện dung, lúc này là điện dung tính trên hai tụ, rất đơn giản vậy thôi. Nên là cái này là chúng ta cần phải nhớ sau này là cách mắc và cái cách tính, hiểu không? Và mắc thế nào thì lợi cái gì? Đấy là vấn đề mà sau này đi vào trong sơ đồ hay là ấy thì mình cũng sẽ nói, hiểu không? Tại sao người ta mắc thế? Người ta mắc thế để được cái gì? Còn bây giờ ví dụ mà mắc nói đến trường hợp mà mắc song song, nhớ nhá, mắc song song. Tiếp tục với cái video đang bị dở là chúng ta đang bàn đến vấn đề là, chúng ta đã bàn qua là vấn đề là tụ điện mắc nối tiếp, thì bây giờ chúng ta sẽ bàn đến là tụ điện mắc song song. Đây mình sẽ có là ví dụ đây của mình là ba tụ điện mắc song song đây. Và khi mà mắc tụ điện nối tiếp thì ta nhớ là dương cực này nối với âm cực kia, thì đối với song song thì chúng ta phải đấu các cực là giống nhau. Ví dụ như âm thì đều nối âm, ba âm nối ba âm, và ba dương cũng sẽ nối ba dương nhé các bạn. Ok, bây giờ đối với mắc nối tiếp thì là chúng ta đã biết là lợi về mặt áp, tức là sao? Là điện áp chịu đựng của các tụ nối tiếp sẽ tăng lên. Còn về điện dung thì lại là tính theo công thức là tích chia tổng. Còn bây giờ đối với cả mắc song song thì sao? Thì khi mắc song song ấy thì điện dung, lúc này điện dung sẽ bằng tổng các điện dung các tụ điện, tổng điện dung
các tụ điện. Tức là sao? Đối với trường hợp mắc xong ra xong này là dành cho là để mà tăng cái lượng điện dung để mà cung cấp cho tải đấy. Ví dụ như ở đây mình ví dụ đây là 1000 mi 25V. Đây là 1000 mi 15V và đây là 1000 mi và 20V, ví dụ vậy. Ok. Thì điện dung lúc này của chúng ta sẽ là tổng của ba điện dung là sẽ là bằng 1000 cộng 1000 cộng 1000 bằng 3000 mF. Mà nếu đổi sang F farad thì chúng ta có thể là đã biết cách quy đổi rồi. Còn bây giờ về mặt áp thì sao? Về mặt áp đối với cả một cách mắc song song này thì sao? Thì điện áp chịu đựng sẽ là điện áp của tụ có giá trị điện áp chịu đựng nhỏ nhất. Thôi ví dụ luôn cho nhanh chứ cần cứ nói thế thì là thằng này. Trong điện áp chịu đựng của ba cái tụ này chúng ta thấy là thằng trên cùng là 25, thằng giữa 15, thằng dưới cùng là 20. Vậy điện áp chịu đựng của ba cái tụ này hiện giờ ở đây là bao nhiêu? Chỉ là 15V thôi các bạn. Tức là điện áp của thằng thấp nhất thì thằng ở giữa này này. Đây, nên là mắc song song. Thường chúng ta sẽ mắc là các cái giá trị này điện dung cũng bằng nhau và điện áp cũng bằng nhau, và cái mục đích chính là chúng ta sẽ tăng được cái điện dung để cấp cho tải, vậy thôi. Ok, đến đây là cũng đã hết video và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.